đi. Rồi, ok em ơi, nhìn camera nha. Khi nói nhìn camera nha. Ok, bắt đầu. Rồi, ok em. Bắt đầu anh, nói được. Quý vị thân mến, chúng ta đã cùng gặp gỡ với nữ diễn viên Thanh Vy, đã để lại rất nhiều ấn tượng trong quý vị với bộ phim Người Bắc Sử. Và ngay sau đây xin chào đón MC diễn viên và cùng xuyên nghiệp Vân Hugo. Xin mời. Vâng, lấy tiếp là những người nổi tiếng trong làng giải trí Việt Nam đến tham dự sự kiện của chúng ta trong ngày hôm nay. Đó chính là sự kiện tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam International Fashion Week Thu Đông 2017. Và chiếc sân khấu của chúng ta đó chính là nữ MC diễn viên xinh đẹp Vân Hugo. Tiếp theo xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lên sân khấu để cùng check in trên thảm đỏ của chúng tôi trong buổi tối.